Là vùng đất văn hiến có lịch sử lâu đời với phố Hiến từng là cảng thị sầm uất ở đàng ngoài trong suốt nhiều thế kỷ trước đây. Đến hôm nay, phố Hiến Hưng Yên không chỉ còn lưu giữ được nhiều di tích lịch sử giá trị được xếp hạng mà vùng đất địa linh này còn hàng nghìn cổ vật có giá trị về mặt lịch sử nghệ thuật độc đáo và hiếm, có niên đại cao đang được nhiều nhà sưu tập tư nhân lưu giữ, góp phần bảo lưu những giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh, của vùng, cao hơn cả là giá trị văn hóa dân tộc. Đây cũng là cơ sở cho nhiều nhà khoa học nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau như văn hóa, lịch sử, mỹ thuật và thương nghiệp của phố Hiến trong những thế kỷ trước đây. Thưa quý vị và các bạn, bộ sưu tập hiện vật cổ đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn đó là bộ sưu tập hiện vật cổ của anh Nguyễn Duy Hòa ở số nhà phố 35, phố Trần Bình Trọng, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Một người đã dày công, bỏ ra nhiều thời gian và công sức để sưu tập những hiện vật cổ gắn liền với một thời kỳ phát triển phồn thịnh của phố Hiến xưa. Và bộ sưu tập đồ cổ của anh thì có những cái dòng đồ, ví dụ như là đồ gốm sứ của Trung Hoa có từ đời Minh, đời Càn Long, đời Khang Hy. Và các dòng gốm sứ Việt Nam có từ thời thế kỷ thứ 14 đến thế kỷ thứ 19. Bộ sưu tập cổ vật của anh Nguyễn Duy Hòa hiện có trên 300 cổ vật, đa phần là gốm sứ Trung Hoa thế kỷ 18-19. Trong đó có nhiều đôi lọ lộc bình do những nghệ nhân từ lò gốm Cảnh Đức Trấn, địa phương sản xuất đồ gốm nổi tiếng của Trung Quốc trong suốt nhiều thế kỷ trước đây. Điều dễ nhận biết dòng gốm Trung Hoa là ngoài kỹ thuật tinh xảo, chất men sáng bóng thì còn rất nhiều điển tích văn học được các nghệ nhân dân gian xưa khắc họa trên cổ vật như Tống Giang xuống núi, Quan Công phò nhị tẩu, Lã Vọng câu cá, Trúc Lâm thất hiền, Long Phượng quần hồng, Tam Cố thảo lư, Văn Vương cầu hiền. Bên cạnh những cổ vật thuộc gốm sứ Trung Hoa, trong bộ sưu tập của anh Nguyễn Duy Hòa còn có nhiều cổ vật thuộc gốm Việt với xuất xứ từ các làng nghề nổi tiếng như Bát Tràng, Chu Đậu, với đặc điểm nhận dạng là dòng men dạng. Đôi lộc bình Long Hí Thủy này là một trong những đại diện của dòng gốm Bát Tràng. Cái thời gian để mà sưu tầm những dòng đồ này thì nói chung thì là cũng độ khoảng 20 năm rồi. Đấy, 20 năm thì mới có những cái dòng đồ như này, và trong đó là những dòng đồ là có thể nói là mình phải đi mua của các tỉnh và sưu tầm lại những cái dòng đồ còn lại trên đất Hưng Yên. Có những dòng đồ mua thì cũng rất là dễ, và có những dòng đồ phải theo đuổi 5, 7 năm mới mua được. Đấy, trong đó thì có những dòng đồ rất quý và hiếm. Hiện tại là những dòng đồ có thể là đưa vào để bảo tồn này, di sản cái nền văn hóa Việt. Để có được những bộ sưu tập giá trị như của anh Nguyễn Duy Hòa, không thể không nhắc tới vai trò truyền lửa và lòng đam mê cùng tình yêu cháy bỏng với cổ vật phố Hiến của ông Nguyễn Chí Ích, người đã vài ba thập kỷ bỏ công sức và tiền của sưu tầm cổ vật phố Hiến. Từ lòng đam mê cổ vật của cha ông đã thúc đẩy ông Nguyễn Chí Ích bỏ nhiều công sức, thời gian và tiền của để sưu tầm, bảo lưu nhiều hiện vật của dân tộc. Trong đó có nhiều hiện vật gắn bó với sự hưng thịnh của phố Hiến một thời. Từ một người tâm huyết đã thúc giục ông cùng với nhiều hội viên khác thành lập ra câu lạc bộ cổ ngoạn Hưng Yên để quy tụ những người say mê sưu tầm, gìn giữ và bảo lưu những cổ vật dân tộc. Thì có nhiều anh em còn lưu giữ được một số cái cổ vật của các ông cha để lại. Thế thì từ cái tình hình ấy
anh em chúng tôi thấy rằng cần phải tổ chức thành lập một cái câu lạc bộ để sưu tầm, rồi mặt khác là tuyên truyền cho những người dân, người ta có những cái cổ vật, người ta biết trân trọng giữ gìn lại. Chính vì thế chúng tôi thành lập một cái câu lạc bộ vào cái tháng 6 2012. Cũng với niềm đam mê để lưu giữ những nét tinh hoa văn hóa trong từng hiện vật cổ, gia đình ông Ôn Quốc Khánh ở phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, một gia đình người Hoa đã sang định cư ở đất Hưng Yên từ thời phố Hiến Hưng Thịnh, đã gìn giữ những hiện vật cổ. Gia đình ông Ôn Quốc Khánh ở số 10 Trưng Trắc, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên có gốc gác Hoa Kiều từ tỉnh Phúc Kiến đến phố Hiến lập nghiệp từ thế kỷ 16, tính đến nay đã được 8 đời. Vì thế, bộ sưu tập của gia đình ông còn lưu giữ đều là những hiện vật quý hiếm có niên đại cao gắn với thời Hưng Thịnh của phố Hiến. Trong đó có đôi lọ lộc bình có từ thời vua Càn Long, được giới sưu tầm định giá 300 triệu đồng. Riêng chiếc đỉnh đồng chữ triện này là đồ gia bảo thuộc hàng quý hiếm bởi kiểu dáng và kích cỡ. Tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng bộ sưu tập của anh Trần Ngọc Sơn ở 67A Nguyễn Thiện Thuật, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên được nhiều người đánh giá, tuy nhỏ nhưng xinh, bé nhưng có phong cách, trong đó có nhiều cổ vật có niên đại cao là những đồ gia dụng được dùng trong sinh hoạt thường ngày của người dân Việt xưa như đĩa hoa chanh có men màu nước dưa thời Lý. Bát hoa sen được xem là thứ quốc hoa của nhà Trần. Cùng hàng trăm cổ vật giá trị, qua những cổ vật này phần nào cho ta hình dung được cuộc sống của người xưa. Đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, mang nhiều giá trị về niên đại, mỹ thuật và kinh tế. Đó là bộ sưu tập của nhà sưu tập Phạm Đăng Trọng ở số nhà 34 Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên. Để có được bộ sưu tập giá trị này, anh đã bỏ công sức hơn 20 năm để sưu tầm. Ngoài những đồ giá trị như đồ đồng, đồ đá có từ thời Đông Sơn, bát đĩa thời Lý Trần, bộ sưu tập bình vôi với đa dạng kích cỡ, chủng loại, họa tiết hoa văn có niên đại từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 19. Song hiện vật được anh Trọng nâng niu mất nhiều năm mới có được, đó là bộ sưu tập thạp cổ hoa nâu có từ đời Lý, thế kỷ thứ 11. Thạp Lý Trần này là bộ trong những bộ sưu tập mà mình đam mê nhất. Nó thể hiện là thứ nhất là về dòng thời gian lịch sử, cũng như là các cái lối họa tiết hoa văn vẽ rất đơn giản từ những cành sen ngủ, là nhân cách hóa, cách điệu của cha ông ta ngày xưa đã thể hiện lên, là một trong những dòng hoa sen là rất là được tôn thờ của người Việt mình. Đây nó là một quốc hoa. Trong cái bộ thạp này thì có thạp chân thang, rồi cái họa tiết hoa văn, mỗi một cái thạp nói lên một cái họa tiết, cùng là một cành sen ngủ nhưng lối họa tiết hoa văn vẽ rất khác nhau. Đấy, cũng như cái thạp này thì là một cây sen ngủ nhưng lại có họa tiết cách điệu nên là hóa thành người.
Thưa quý vị và các bạn, và phần cuối của phóng sự này thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng khám phá bộ sưu tập đồ gỗ cổ bao gồm nhà cổ, sập cụ, tủ chè và nhiều đồ gỗ khác tại gia đình của anh Lương Văn Quyền tại thôn Tất Viên, xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ. Và ngoài những giá trị về nghệ thuật kiến trúc thì trong mỗi đồ vật còn mang những giá trị văn hóa trong dòng chảy lịch sử của dân tộc. Đây là ngôi nhà cổ có kiến trúc tiền chủ hậu đường gồm 3 gian 2 trái với chất liệu chủ yếu là gỗ lim. Toàn bộ 4 hàng cột dựng, 8 bộ cửa cùng hoành, xà, câu đầu, trồng nóc, vì kèo được liên kết với nhau bằng chốt và mộng nhưng rất vững chãi. Chủ ngôi nhà cho biết tuổi ngôi nhà cổ này có niên đại trên dưới 100 năm. Đồ vật trong ngôi nhà cổ được chủ nhân dày công sưu tầm nhiều đồ cổ bằng gỗ, trong đó có những đồ giá trị như sập gụ triện tàu, bộ trường kỷ con tiện và bộ trường kỷ tam trường đều có niên đại trên 100 năm. Muốn chứng minh cho một bề dày lịch sử thì chỉ bằng nhân chứng và vật chứng. Nhân chứng không thể trường tồn cùng thời gian, nhưng một phần quan trọng của vật chứng chính là cổ vật. Vì thế, những cổ vật đang được người dân lưu giữ qua những bộ sưu tập mà chúng tôi vừa kể là minh chứng sống động cho vùng đất có bề dày lịch sử và văn hiến lâu đời với phố hiến sầm uất trong nhiều thế kỷ. Đó cũng là đặc thù bản sắc văn hóa của mỗi vùng miền khác nhau trong tổng hòa văn hóa Việt.